xin chào các bạn, mình là Ngọc Ánh. Hôm nay mình xin được giới thiệu đến các bạn một cuốn sách mang tên Chuyện Con Quạ Muốn Bay Đến Sao Hỏa của tác giả Đặng Quốc Bảo. Cuốn sách này là tập đầu tiên trong bộ kỹ năng trình bày không chỉ của thiên tài, và đây thực sự là một cuốn sách truyền tải kỹ năng trình bày cho các bạn đọc theo một cách rất ấn tượng. Mình biết đến cuốn sách này do một lần tình cờ kiếm được trên tủ sách của chi đoàn, và điều thôi thúc mình quyết định dành thời gian đọc và giới thiệu cho các bạn là vì ở tên cuốn sách này thật lạ, kiểu nghe rất trẻ con và hàm chứa một giấc mơ bạn nhỉ. Nói như cách nói của tác giả thì đây được gọi là định mệnh đó. Giống như việc có vô số video có trên mạng xã hội nhưng bạn lại chọn dừng lại khoảng vài giây, vài phút để nghe hết video clip về sách của mình vậy. Bước vào phần mở đầu của sách là kể về hành trình của một chú quạ. Chú quạ này thì rất là mơ mộng nhất hành tinh, và bây giờ chú quạ đã phải chia sẻ ước mơ của mình trong ngày lễ trưởng thành của khu vườn nhỏ. Cái lễ trưởng thành này là yêu cầu tất cả các loài chim tốt nghiệp cấp 3 phải tham dự và để cam kết về sự đóng góp của mình cho cộng đồng. Chú quạ là một trong những loài chim đó. Quạ muốn trình bày về việc mình có ước mơ bay lên sao hỏa, nhưng do tâm lý đại đám đông và chưa có kỹ năng trình bày, quạ đã nói đến khi không còn gì để nói. Và rồi kết quả cuối cùng quạ nhận được là một tràng cười từ phía khán giả. Lúc này thì chú quạ của chúng ta đã rất là xấu hổ, nhưng thật may mắn rằng là quạ đã có ý chí cầu tiến và tinh thần học hỏi, nên sau đó chúng ta được theo dõi hành trình tiếp của chú quạ, và đó là quá trình đi lượm nhặt những bí quyết từ các loài chim xung quanh. Điều mình thực sự ấn tượng trong cuốn sách là tác giả đã cho các độc giả dành thời gian dừng lại nghỉ ngơi và xem một bộ phim kinh điển 12 đàn ông giận dữ. Đây là một cách chứng minh mạnh mẽ cho những điều mà tác giả đã truyền tải trong cuốn sách. Hãy tập trung thuyết phục một và chỉ một đối tượng người nghe, họ sẽ lan tỏa đến nhiều người khác. Do đó, thông qua chuyến phiêu lưu này thì mình cảm thấy rằng đây không phải là quá trình của mình đang thưởng thức một cuốn sách, mà là mình đang được hóa thân vào nhân vật trong câu chuyện, đi tìm cách vượt qua nỗi sợ trình bày, làm chủ được hành vi, ngôn ngữ của mình để có thể đứng lên, chia sẻ những điều mình kỳ vọng và nhận được sự ủng hộ, đồng tình của mọi người vậy ấy. Thực ra thì khi kết thúc quyển sách, quạ cũng đã chẳng rời khỏi khu vườn của mình mà đi đến sao hỏa đâu. Nhưng cuối cùng quạ đã có được một tích lũy về kinh nghiệm cho mình về cách kỹ năng trình bày. Với phong cách truyền tải kỹ năng lồng ghép trong việc kể chuyện cổ tích của chú quạ, tác giả đã sử dụng các ngôn từ gần gũi, nội dung mạch lạc. Mình nghĩ thì cuốn sách này sẽ không làm bạn thất vọng với trải nghiệm một ngày cuối tuần đọc cuốn sách này đâu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần trình bày của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé.